Hôm nay đi ăn với thằng em. Đi đắp máy rồi sẵn đi ăn cưa luôn nè. Món này là sủi cảo nè các bạn. Lần đầu tiên mình ăn món sủi cảo. Lần đầu sủi cảo, còn đây là nó chọn gì đây? Hủ tiếu à? Hủ tiếu mì hả? Hủ tiếu mì à? Trời ơi, lần giờ này mình muốn ăn sủi cảo nè. Có gì ta? Tôm nè. Trời ơi, cái này giống anh Thắng quá ha. Cái này ồ bán tôm cho nó giống anh Thắng ra mà để có tôm này hết nè. Cái này giống đi xa xíu. Ngon. Nhìn nó hấp dẫn. Cho nó mềm cái mì xíu. Kiểm tra nước. Nước thử em. Ngon, ngon. Vừa ăn ra luôn. Cái này nấu ngon quá. Trên đường Võ Văn Tần nè, mì gia Hiệp Phát. Có một cái anh rất là đẹp trai, anh đã mất tiêu rồi ta. Hồi nãy em đứng làm bán nè. Đó là anh đầu bếp đẹp trai rồi nè. Đó, anh đầu bếp nè, anh đầu bếp đẹp trai nè. À, thấy không? Khi nào mấy bạn mà có đi ngang chở anh Tần ghé quán này ăn nha, mình ăn thấy được lắm á.